Chào các bạn đã với kênh Nguyễn Văn Đốc, Long An, cuộc sống của Long An. Đây, hôm nay vợ mình nấu cháo gà miền Tây. Cháo gà hết sảy luôn, ngon quá. Rồi, mời các bạn ăn cháo gà cùng hai vợ chồng nhé các bạn. Gà xếp phai, có bộ lòng luôn. Cái gì như nhiều chấm ta, như là như chân chua. Ủa, vợ tôi ăn ngon lành luôn, ngon vậy? Ngồi thấy nước lỗ nè. Chưa tính không lắm ạ. Ừ. Không có nói ăn với lại canh sao về nút nút. Ngon quá, dạ nấu ngon quá. Không mà mặn, ăn rã được. Ừ. Mùa khô gặp rất là ăn luôn. Xem cho con miếng. Gà này mình nấu cháo mà đâu nêm gì nhiều. Không có nêm luôn, cháo nấu rồi đâu có nêm gì. Cái đúng rồi. Gà nè, nấu trước đúng cháo đâu ăn ngon bổ quá, cái gì đó. Cháo nhiều rồi, cháo nhiều rồi. Ít thôi. Không quá. Nó gan, nó mệt được. Cá hồi lúc chơi mất. Để cái giọng mà bạn tí mình chồng vậy. Mình đứng lên không. Để chồng tới nè. Rồi, xả đó rồi. Đây cả. Ngon không con? Ừ. Nè. Thì như dướng cổ vậy, có miếng nước vậy. Nó gì dướng rồi. Nè gan này vợ, cái này vợ thích nè. Cô da cắn rồi hả? Cái mà không cho ăn nữa hay gì? Không cho ăn nữa. Vỗ tay, hả? Thấy mẹ nó ăn vỗ tay kìa, ghét không? Chán em của vợ à. Này, cái gì mẹ? Không hết chưa. Trời. Ớt bây giờ bỏ nhiều vậy? Mình không thấy luôn á. Không biết. Của chồng mà. Thôi vô xé. Táo núm đỏ nè. Cha gấu xé cho gấu miếng. Cha gấu xé nhuyễn ra nè, cho gấu xé ghê. Trời ơi. Nè cha cho miếng nè, đổ ra đi nha. Dở quá. Ăn cái tươi liền nè, ăn cho ăn cái tươi liền nè. Tâm giỏi quá. Ê, con chưa không bây giờ? Thì chả ngon nè. Nó bỏ lố lên nó nóc mà không bụng nó nóc mà cái này mình cho để no cầm luôn. Tôi đói hả? Cái dở rồi. Mình cho nữa rồi.
giờ đúng rồi. Mưa là mưa hả con? Xếp cho nó chiếu cái này. Nó khoái, nó còn khoái mà. Khoái rồi. Nãy ăn cơm rồi cho ăn xin á. Xem miếng được không nè? Nó không đội được cái cho. Để vào góc mình chút là cho góc. Góc nồi mà nãy coi có thấy mình ăn cái góc thèm. Thấy không? Thấy không con? Thấy ăn cái thèm mà. Dữ vậy con.